Xin chào bạn, trong quay trở lại đầu tỉnh cứu, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vào chế độ Takeoff Remote của con máy Vivo i5s này nhé, 1934A. Thì hiện đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Con này nó nội địa nhé. Các bạn biết thì các bạn search Google từ khóa Vivo Recovery thì nó sẽ ra cái bảng tiếng Anh cho bạn theo dõi theo nhé. Ta sẽ đè nút tăng âm lượng này, nguồn, tăng này, nguồn, giảm lượng xuống dòng recovery, nút nguồn này, máy nó sẽ vivo recovery tiếng Trung, nên các bạn search trên Google từ khóa vivo recovery nha. Hoặc tôi sẽ chèn vào đây cho các bạn xem. Đây, đây là update này, đây kia ta, đây kiểm tra ổ robot sẽ đảo. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Sẽ reboot này. À nhầm, bên này sẽ đào bên reboot nha các bạn nhé. Vừa rồi mình muốn dẫn các bạn cách vào chế độ recovery mode của con máy Vivo i5s. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.